Giải thích Phẩm Phú Lâu Na thứ 15, Kinh Đại Bát Nhã ghi phần 2 Phẩm Thừa Đại Thừa 14. Kinh: Bấy giờ Phú Lâu Na Di Đa La Ni Tử Mãn Từ Tử bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con cũng muốn nói lý do gọi là Ma Ha Tát. Phật dạy: Ông hãy nói. Phú Lâu Na Di Đa La Ni Tử nói: Bồ Tát Đại Trang Nghiêm là Bồ Tát phát tâm thú hướng Đại Thừa. Bồ Tát ấy cưỡi xe lớn Đại Thừa nên Bồ Tát ấy gọi là Ma Ha Tát. Sáng Lợi Phất nói với Phú Lâu Na: Thế nào gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát Đại Trang Nghiêm? Phú Lâu Na nói với Sáng Lợi Phất: Bồ Tát Ma Ha Tát Đại Trang Nghiêm không phân biệt vì bấy nhiêu người nên trú thí ba la mật, thực hành thí ba la mật, mà vì hết thảy chúng sinh nên trú thí ba la mật, thực hành thí ba la mật, cũng vì bấy nhiêu người nên trú giới ba la mật, thực hành giới ba la mật, nhẫn ba la mật, tấn ba la mật, thiền ba la mật, bát nhã ba la mật, mà vì hết thảy chúng sinh nên trú bát nhã ba la mật, thực hành bát nhã ba la mật. Bồ Tát Ma Ha Tát Đại Trang Nghiêm không giới hạn chúng sinh rằng ta sẽ độ ngần ấy người chứ không độ các người khác, không nói rằng ta chỉ làm cho ngần ấy người đến vô thượng chánh đẳng chánh giác, còn các người khác không đến. Bồ Tát Ma Ha Tát ấy các vị hết thảy chúng sinh nên Đại Trang Nghiêm lại nghĩ rằng ta sẽ tự đầy đủ thí ba la mật, cũng làm cho hết thảy chúng sinh tu hành thí ba la mật, tự đầy đủ giới ba la mật, nhẫn ba la mật, tinh tấn ba la mật, thiền ba la mật, tự đầy đủ bát nhã ba la mật, cũng làm cho chúng sinh tu hành bát nhã ba la mật. Lại nữa, Sáng Lợi Phất, Bồ Tát Ma Ha Tát khi tu hành thí ba la mật có bố thí gì tâm đều tương ưng với trí nhất thiết trùng, cùng hết thảy chúng sinh hồi hướng đến vô thượng chánh đẳng chánh giác. Sáng Lợi Phất, ấy gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát khi tu thí ba la mật có thí ba la mật Đại Trang Nghiêm. Lại nữa, Sáng Lợi Phất, Bồ Tát Ma Ha Tát khi tu thí ba la mật bố thí với tâm tương ưng trí nhất thiết trùng, không hướng đến địa vị thành văn Bích Chi Phật. Sáng Lợi Phất, ấy gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát khi tu thí ba la mật có giới ba la mật Đại Trang Nghiêm. Lại nữa, Sáng Lợi Phất, Bồ Tát Ma Ha Tát khi tu thí ba la mật bố thí với tâm tương ưng trí nhất thiết trùng, tin nhẫn muốn đối với pháp bố thí ấy, ấy gọi là khi tu thí ba la mật có nhẫn ba la mật Đại Trang Nghiêm. Lại nữa, Sáng Lợi Phất, Bồ Tát Ma Ha Tát khi tu thí ba la mật bố thí với tâm tương ưng trí nhất thiết trùng, siêng tu không nghỉ, ấy gọi là khi tu thí ba la mật có tinh tấn ba la mật Đại Trang Nghiêm. Lại nữa, Sáng Lợi Phất, Bồ Tát Ma Ha Tát khi tu thí ba la mật bố thí với tâm tương ưng trí nhất thiết trùng, nhiếp tâm không khởi lên tâm thành văn Bích Chi Phật, ấy gọi là khi tu thí ba la mật có thiền ba la mật Đại Trang Nghiêm. Lại nữa, Sáng Lợi Phất, Bồ Tát Ma Ha Tát khi tu thí ba la mật bố thí với tâm tương ưng trí nhất thiết trùng, quán các pháp như huyễn, không có người thí, không có Phật thí, không có người thọ, ấy gọi là khi tu thí ba la mật có bát nhã ba la mật Đại Trang Nghiêm. Như vậy, Sáng Lợi Phất, Bồ Tát Ma Ha Tát bố thí với tâm tương ưng trí nhất thiết trùng, không thủ đắc các tướng ba la mật, nên biết ấy là Bồ Tát Ma Ha Tát Đại Trang Nghiêm. Lại nữa, Sáng Lợi Phất, Bồ Tát Ma Ha Tát khi tu giới ba la mật bố thí với tâm tương ưng trí nhất thiết trùng, cùng hết thảy chúng sinh hồi hướng đến vô thượng chánh đẳng chánh giác, ấy gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát khi tu giới ba la mật có thí ba la mật. Lại nữa, Sáng Lợi Phất, Bồ Tát Ma Ha Tát khi tu giới ba la mật có tâm tin nhẫn muốn đối với giới pháp ấy, gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát khi tu giới ba la mật có nhẫn ba la mật. Lại nữa, Sáng Lợi Phất, Bồ Tát Ma Ha Tát khi tu giới ba la mật siêng tu không nghỉ, ấy gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát khi tu giới ba la mật có tinh tấn ba la mật. Lại nữa, Sáng Lợi Phất, Bồ Tát Ma Ha Tát khi tu giới ba la mật không thọ nhận tâm thành văn Bích Chi Phật, ấy gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát khi tu giới ba la mật có thiền ba la mật. Lại nữa, Sáng Lợi Phất, Bồ Tát Ma Ha Tát khi tu giới ba la mật quán hết thảy pháp như huyễn, cũng không nghĩ có giới ấy vì dùng vô sở đắc, ấy gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát khi tu giới ba la mật có bát nhã ba la mật. Như vậy, Sáng Lợi Phất, Bồ Tát Ma Ha Tát khi tu giới ba la mật thu nhiếp các ba la mật khác, vì vậy nên gọi là Đại Trang Nghiêm. Lại nữa, Sáng Lợi Phất, Bồ Tát Ma Ha Tát khi tu nhẫn ba la mật bố thí với tâm tương ưng trí nhất thiết trùng, cùng hết thảy chúng sinh hồi hướng vô thượng chánh đẳng chánh giác, ấy gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát khi tu nhẫn ba la mật có thí ba la mật. Lại nữa, Sáng Lợi Phất, Bồ Tát Ma Ha Tát khi tu nhẫn ba la mật không thọ nhận tâm thành văn Bích Chi Phật,
Chỉ thọ nhận tâm trí nhất thiết chủ, ấy gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát, chỉ tu nhẫn ba la mật, có giới ba la mật. Lại nữa, Xá Lợi Phất, Bồ Tát Ma Ha Tát chỉ tu nhẫn ba la mật, tâm tương ứng với trí nhất thiết chủ, thân tâm tinh tấn, không ngừng không nghỉ, ấy gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát, chỉ tu nhẫn ba la mật, có tinh tấn ba la mật. Lại nữa, Xá Lợi Phất, Bồ Tát Ma Ha Tát chỉ tu nhẫn ba la mật, nhiếp tâm ở một chỗ, tùy gặp việc khổ tâm không tán loạn, ấy gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát, chỉ tu nhẫn ba la mật, có thiền ba la mật. Lại nữa, Xá Lợi Phất, Bồ Tát Ma Ha Tát khi tu nhẫn ba la mật, tâm tương ứng với trí nhất thiết chủ, quán các pháp không, không có người làm, không có người thọ, không có người trách mắng, cắt xẻ, tâm như huyễn như mộng, ấy gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát khi tu nhẫn ba la mật, có bát nhã ba la mật. Như vậy, Xá Lợi Phất, Bồ Tát Ma Ha Tát khi tu nhẫn ba la mật, thu nhiếp các ba la mật khác. Lại nữa, Xá Lợi Phất, Bồ Tát Ma Ha Tát khi tu tấn ba la mật, bố thí với tâm tương ưng trí nhất thiết chủ, không để cho thân tâm biếng nhác, ấy gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát khi tu tấn ba la mật, có thí ba la mật. Lại nữa, Xá Lợi Phất, Bồ Tát Ma Ha Tát khi tu tinh tấn ba la mật, tâm tương ưng với trí nhất thiết chủ, trước sau đầy đủ trì giới thanh tịnh, ấy gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát khi tu tinh tấn ba la mật, có giới ba la mật. Lại nữa, Xá Lợi Phất, Bồ Tát Ma Ha Tát khi tu tinh tấn ba la mật, tu hành nhẫn nhục với tâm tương ưng trí nhất thiết chủng, ấy gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát khi tu tinh tấn ba la mật, có nhẫn ba la mật. Lại nữa, Xá Lợi Phất, Bồ Tát Ma Ha Tát khi tu tinh tấn ba la mật, tâm tương ưng với trí nhất thiết chủng, nhiếp tâm lìa dục vào các thiền định, ấy gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát khi tu tinh tấn ba la mật, có thiền ba la mật. Lại nữa, Xá Lợi Phất, Bồ Tát Ma Ha Tát khi tu tinh tấn ba la mật, tâm tương ưng với trí nhất thiết chủng, không chấp thủ tướng hết thảy các pháp, đối với không chấp thủ tướng cũng không chấp trước, ấy gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát khi tu hành tinh tấn ba la mật, có bát nhã ba la mật. Như vậy, Xá Lợi Phất, Bồ Tát Ma Ha Tát khi tu tinh tấn ba la mật, thu nhiếp các ba la mật khác. Lại nữa, Xá Lợi Phất, Bồ Tát Ma Ha Tát khi tu thiền ba la mật, tâm tương ưng với hữu trí nhất thiết chủng, định tâm bố thí không để tâm loạn, ấy gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát khi tu thiền ba la mật, có thí ba la mật. Lại nữa, Xá Lợi Phất, Bồ Tát Ma Ha Tát khi tu thiền ba la mật, chỉ giới với tâm tương ưng trí nhất thiết chủng, do định lực nên việc phá giới không thể xen vào, ấy gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát khi tu thiền ba la mật, có giới ba la mật. Lại nữa, Xá Lợi Phất, Bồ Tát Ma Ha Tát khi tu thiền ba la mật, tâm tương ưng với trí nhất thiết chủng, do định từ bi nên nhẫn các não hại, ấy gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát khi tu thiền ba la mật, có nhẫn ba la mật. Lại nữa, Xá Lợi Phất, Bồ Tát Ma Ha Tát khi tu thiền ba la mật, tâm tương ứng với trí nhất thiết chủng, đối với thiền không hứng thú, không nhiễm trước, thường cầu tăng tiến từ một thiền đến một thiền, ấy gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát khi tu thiền ba la mật, có tinh tấn ba la mật. Lại nữa, Xá Lợi Phất, Bồ Tát Ma Ha Tát khi tu thiền ba la mật, tâm tương ứng với trí nhất thiết chủng, không nương dựa hết thảy pháp, cũng không theo thiền sinh, ấy gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát khi tu thiền ba la mật, có bát nhã ba la mật. Như vậy, Xá Lợi Phất, Bồ Tát Ma Ha Tát khi tu thiền ba la mật, thu nhiếp các ba la mật khác. Lại nữa, Xá Lợi Phất, Bồ Tát Ma Ha Tát khi tu bát nhã ba la mật, tâm tương ứng với trí nhất thiết chủng, bố thí vật sở hữu trong ngoài không chút luyến tiếc, không thấy người cho người nhận và vật thí, ấy gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát khi tu bát nhã ba la mật, có thí ba la mật. Lại nữa, Xá Lợi Phất, Bồ Tát khi tu bát nhã ba la mật, tâm tương ứng với trí nhất thiết chủng, không thấy hai việc giữ giới phá giới, ấy gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát khi tu bát nhã ba la mật, có giới ba la mật. Lại nữa, Xá Lợi Phất, Bồ Tát Ma Ha Tát khi tu bát nhã ba la mật, tâm tương ứng với trí nhất thiết chủng, không thấy người trách, người mắng, người đánh, người giết, cũng không thấy dùng cái không ấy mà nhẫn nhục được, ấy gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát khi tu bát nhã ba la mật, có nhẫn ba la mật. Lại nữa, Xá Lợi Phất, Bồ Tát Ma Ha Tát khi tu bát nhã ba la mật, tâm tương ứng với trí nhất thiết chủng, quán các pháp rốt ráo không, lấy tâm đại bi tu các thiện pháp, ấy gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát khi tu bát nhã ba la mật, có tinh tấn ba la mật. Lại nữa, Xá Lợi Phất, Bồ Tát Ma Ha Tát khi tu bát nhã ba la mật, tâm tương ứng với trí nhất thiết chủng, vào các thiền định quán các tướng lìa, tướng không, tướng vô tướng, tướng vô tác của các thiền,
ấy gọi là Bồ Tát Maha Tát khi tu Bát Nhã Ba La Mật có thiền Ba La Mật. Như vậy sáu lợi Phất Bồ Tát Maha Tát khi tu Bát Nhã Ba La Mật thu nhiếp các Ba La Mật khác, sáu lợi Phất như vậy gọi là Bồ Tát Maha Tát Đại Trang Nghiêm. Đại Trang Nghiêm Bồ Tát ấy mười phương chư Phật hoan hỷ, sừng dành tán thán ở giữa đại chúng rằng ở thế giới ấy có Bồ Tát Maha Tát Đại Trang Nghiêm ấy thành tựu chúng sinh thanh tịnh Phật độ. Luận Phú Lâu Na nghe hai đệ đại đệ tử trên nói nghĩa Maha Tát được Phật hứa khả nói lành thay, và Phú Lâu Na được Phật ở giữa đại chúng tán thán là vị pháp sư trên hết, lại muốn nói nghĩa Maha Tát nên bạch Phật rằng còn cũng muốn nói, Phật liền cho phép nói. Hỏi: Tu Bồ Đề là vị chủ nói Bát Nhã Ba La Mật thì sáu lợi Phất nên hỏi Tu Bồ Đề cớ sao, nay hỏi Phú Lâu Na. Đáp: Hai người ấy đồng là Bà La Môn, chỉ lấy tên mẹ làm tên. Hai người ấy đều là bậc lớn ở trong Phật Pháp, sáng lợi Phất lớn trong hàng trí tuệ. Phú Lâu Na thuyết pháp nhiều cách trang nghiêm, rất dẫn chúng hữu tình, bậc lớn trong hàng thuyết pháp, cho nên hai người ấy ngang nhau nên cùng nhau nghị luận ở trước Phật. Lại, Phú Lâu Na trước đã cùng sáng lợi Phất luận nghị, khéo đáp lại nhau, như trong kinh thí dụ bảy xe nói, họ đã cùng làm người thân hậu, lại ưa cùng luận lý, còn Tu Bồ Đề không có nhân duyên như vậy. Lại, Phú Lâu Na nói nghĩa Maha Tát cho nên hỏi, chứ có sao lại hỏi Tu Bồ Đề? Nghĩa Maha Tát được nói đó là người đại trang nghiêm, như người đi xa có nhiều tư lương, lại như phá giặc nên chuẩn bị khí giới. Bồ Tát ấy cũng như vậy, muốn phá giặc phiền não ma quân nên tu hành sáu Ba La Mật để tự trang nghiêm. Người này trải vô lượng kiếp ở lâu trong sinh tử, nhóm các phước đức trí tuệ để làm tư lương trong ba thừa. Vì xu hướng đại thừa nên phát tâm tu sáu Ba La Mật, cưỡi xe lớn. Xá lợi Phất hỏi Phú Lâu Na, thành văn Bích Chi Phật cũng xu hướng đạo, sao không gọi là đại trang nghiêm mà chỉ nói Bồ Tát đại trang nghiêm? Phú Lâu Na đáp rằng, thành văn Bích Chi Phật tuy thực hành sáu việc bố thí vân vân nhưng có hạn lượng, vì tự độ mình và độ những chúng sinh đáng được độ, vì thế không gọi là đại trang nghiêm. Bồ Tát độ không phân biệt, không giới hạn, vì ngần ấy chúng sinh nên tu bố thí cho đến trí tuệ, không nghĩ rằng ta độ ngần ấy người được tam thừa, không thể độ ngần ấy người, khiến ngần ấy người được vô thượng chánh đẳng chánh giác, còn ngần ấy người không thể độ. Bồ Tát thực hành đại trang nghiêm khiến hết thảy chúng sinh đều vào đại thừa làm Phật. Bồ Tát thực hành đại trang nghiêm, tự thực hành thí Ba La Mật cũng khiến chúng sinh thật thành thí Ba La Mật, cho đến thực hành Bát Nhã Ba La Mật cũng như vậy. Hỏi: Sao gọi là đại trang nghiêm? Đáp: Vì độ chúng sinh, vì vô thượng chánh đẳng chánh giác nên thực hành các công đức phước thiện, được nói là thực hành sáu Ba La Mật. Như Phú Lâu Na thứ lớp nói, nếu Bồ Tát vì hết thảy trí tuệ nên thực hành thí Ba La Mật, phước đức ấy chung cho hết thảy chúng sinh. Chung nghĩa là phước đức bố thí ta và chúng sinh chung hưởng, ta lấy đó hồi hướng đến vô thượng chánh đẳng chánh giác. Hồi hướng là với công đức ấy không cầu làm vua người vua trời, cái vui thiền định thế gian chỉ vì chúng sinh, nên cho đến cái vui niết bàn cũng không cầu. Đem quả báo ấy vì độ chúng sinh nên cầu Phật Pháp. Các tướng như vậy gọi là thí Ba La Mật đại trang nghiêm. Bồ Tát ấy khi thực hành bố thí, nếu thấy các bích chi Phật A-la-hán hiện đại thần thông được sạch lậu hoặc vào niết bàn, cũng không tham trước việc ấy, chỉ nhất tâm tu Phật đạo, ấy gọi là thí Ba La Mật, phát sinh giới Ba La Mật. Lúc bố thí, nếu có người ác khẩu mắng nhiếc, giao gậy hủy hại, cưỡng xin những cái không đáng xin, tâm không sân không hối, vào trong thật tướng các pháp là rốt ráo không, ấy gọi là thí Ba La Mật, phát sinh nhẫn Ba La Mật. Lúc thực hành bố thí hòa hợp tài vật thủ hộ để bố thí cho kẻ kia, thân tâm không biến nhát, không ngừng nghỉ, ấy gọi là thí Ba La Mật, phát sinh tinh tấn Ba La Mật. Lúc bố thí nhất tâm niệm Phật, niệm Phật Pháp, không để tâm thành văn bích chi Phật xen vào, nhân bố thí ấy liền vào thiền định, ấy gọi là thí Ba La Mật, phát sinh thiền Ba La Mật. Lúc bố thí, Bồ Tát nghĩ rằng người thí người nhận tài vật do nhân duyên hòa hợp sinh nên không có tự tánh, vì không có tự tánh nên không, như huyễn, như mộng. Vì chúng sinh không, nên không có người nhận, không có người thí. Vì pháp không, nên không có tài vật. Ấy gọi là thí Ba La Mật, phát sinh Bát Nhã Ba La Mật.
Nếu Bồ Tát vì nhất thiết chí nên không chấp thủ các tướng ba la mật mà có thể thực hành các ba la mật ấy gọi là Bồ Tát Đại Trang Nghiêm. Trong ấy một ba la mật sinh đủ các ba la mật. Trong kinh này tự phân biệt nghĩa ấy, xưa nay nói khác, nghĩa chẳng rốt ráo nên giúp phân biệt nói, mở cửa luận nghĩa, năm ba la mật kia cũng nên tùy nghĩa để nói như vậy. Hỏi, sao chỉ nói như trong thí ba la mật phát sinh sáu ba la mật kia, còn trong năm ba la mật kia chỉ nói như phát sinh năm? Đáp, nếu năm ba la mật sau, mỗi mỗi đều phát sinh sáu ba la mật cũng không có lỗi. Sáu ba la mật chẳng phải là pháp tu trong một lúc, trong một niệm mà trong vô lượng kiếp nhóm hợp sáu thứ công đức gọi là sáu ba la mật. Trước phát sinh nhỏ, sau phát sinh vừa, lớn có lỗi gì? Hết thảy các pháp đều lúc đầu nhỏ sau lớn, vì vậy các ba la mật khác mỗi mỗi có thể phát sinh sáu ba la mật. Lại nữa, lúc hết thảy chư Phật thuyết pháp đều dạy thí ba la mật là cửa ban đầu. Như trong kinh nói, Phật thường bắt đầu dạy cho chúng sinh bố thí trì giới, sinh cõi trời, nói mùi vị năm dục, trước nói sự khổ não thế gian, lợi ích của đạo đức, sau mới nói bốn đế. Vì thế nên đầu tiên nói bố thí. Hỏi, sao Phật nói bố thí là cửa ban đầu? Đáp, cái thu nhiếp chúng sinh không có gì hơn bố thí, lớn nhỏ, xa hèn, cho đến súc sinh, bố thí thu nhiếp được cả, cho đến người oan gia, được thí cho, liền trở thành người không oán không thân, người không oán không thân được thí cho, thời trở thành người thân thiện. Chư Phật có 32 tướng, 80 vẻ đẹp tùy hình đầy đủ, các công đức, sở nguyện được như ý, đều do bố thí mà được, như Bồ Tát, Bảo, Trưởng, vân vân. Bảy báu từ trong tay xuất ra, đem cấp thí cho chúng sinh, lại làm cho chúng sinh hoan hỷ, nhu nhuyến, có thể chứng được Niết Bàn. Có các nghĩa như vậy, nên bố thí đứng đầu. Hỏi, cớ sao Phú Lâu Na nói, trong một ba la mật phát sinh, các ba la mật phát sinh, các ba la mật làm đại trang nghiêm? Đáp, mỗi ba la mật ấy riêng nhau thì hành lực yếu kém, như lính chưa tập luyện, thời không đủ sức đánh giặc. Nếu đại quân cùng họp trang nghiêm, cầm binh khí thời đủ sức phá giặc. Bồ Tát cũng như vậy, sáu ba la mật trang nghiêm một lúc thời có thể phá các giặc phiền não ma quân, bầu được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vì thế nên nói trong một ba la mật có đủ các ba la mật. Mười phương chư Phật xưng danh tán thán thành tựu chúng sinh tịnh Phật quốc độ như trước nói. Kinh Tuệ Mạng Xá Lợi Phất hỏi Phú Lâu Na Di Đà La Ni Tử rằng, vì sao Bồ Tát Ma Ha Tát phát tâm thú hướng đại thừa? Phú Lâu Na nói với Xá Lợi Phất rằng, Bồ Tát Ma Ha Tát khi thực hành bát nhã ba la mật, lìa các dục, lìa các pháp ác bất thiện, có giác có quán, lìa dục, sinh hỷ lạc vào sơ thiền, cho đến vào đệ tứ thiền, lấy tâm từ rộng lớn thực hành tâm không hai, không lượng, không oán, không hận, không não hại, giải khắp một phương, hai ba bốn phương, bốn góc trên dưới, giải khắp tất cả thế gian, tâm bi hỷ xả cũng như vậy. Bồ Tát ấy lúc vào thiền, lúc ra thiền, các thiền vô lượng tâm và cành ngọn cùng tất cả chúng sinh hồi hướng đến trí nhất thiết chủng. Ấy gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát tu thiền ba la mật phát tâm thú hướng đại thừa. Bồ Tát Ma Ha Tát ấy trú ở thiền tâm vô lượng khởi niệm rằng, ta sẽ được trí nhất thiết chủng, ta sẽ thuyết pháp để dứt phiền não cho chúng sinh. Ấy gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát khi hành thiền ba la mật có thí ba la mật. Nếu Bồ Tát Ma Ha Tát tâm tương ứng với trí nhất thiết chủng tu sơ thiền, chú sơ thiền, nhị tam tứ thiền cũng như vậy, không thọ nhận các tâm thanh văn bích chi Phật, ấy gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát khi hành thiền ba la mật có giới ba la mật. Nếu Bồ Tát Ma Ha Tát tâm tương ứng với trí nhất thiết chủng và các thiền nghĩ rằng ta sẽ thuyết pháp để dứt phiền não cho chúng sinh có các tâm muốn vui nhẫn ấy, ấy gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát khi hành thiền ba la mật có nhẫn ba la mật. Nếu Bồ Tát Ma Ha Tát tâm tương ứng với trí nhất thiết chủng vào các thiền, nhóm các thiện căn hồi hướng đến trí nhất thiết chủng, siêu tu không nghỉ, ấy gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát khi hành thiền ba la mật có tinh tấn ba la mật. Nếu Bồ Tát Ma Ha Tát tâm tương ứng với trí nhất thiết chủng, tu bốn thiền và cảnh ngọn, quán tướng vô thường, tướng khổ, tướng vô ngã, tướng không, tướng vô tướng, tướng vô tác, cùng với hết thảy chúng sinh hồi hướng đến trí nhất thiết chủng, ấy gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát khi hành thiền ba la mật có bát nhã ba la mật. Xá Lợi Phất, ấy là Bồ Tát Ma Ha Tát phát tâm thú hướng đại thừa. Lại nữa, Bồ Tát Ma Ha Tát thực hành từ tâm nghĩ rằng ta sẽ đem an lạc cho tất cả chúng sinh, vào bi tâm ta sẽ cứu vớt tất cả chúng sinh,
Vào hỷ tâm ta sẽ độ tất cả chúng sinh, vào xả tâm ta sẽ làm cho tất cả chúng sinh sạch hết lậu hoặc. Ấy gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát, kỳ tu vô lượng tâm có thí Bà La Mật. Lại nữa, Bồ Tát Ma Ha Tát tu các thiện vô lượng tâm ấy, không hướng đến địa vị thành văn Bích Chi Phật, chỉ hồi hướng đến trí nhất thiết chủng. Ấy gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát, kỳ tu vô lượng tâm có giới Bà La Mật. Lại nữa, Xá Lợi Phất, Bồ Tát Ma Ha Tát tu bốn vô lượng tâm, không tham địa vị thành văn Bích Chi Phật, chỉ nhẫn vui muốn trí nhất thiết chủng. Ấy gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát, kỳ tu vô lượng tâm có nhẫn Bà La Mật. Lại nữa, Xá Lợi Phất, nếu Bồ Tát Ma Ha Tát tương ứng với trí nhất thiết chủng, tu bốn vô lượng tâm, hành hạnh thanh tịnh, ấy gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát, kỳ tu bốn vô lượng tâm có tinh tấn Bà La Mật. Lại nữa, nếu Bồ Tát Ma Ha Tát khi vào thiền và vô lượng tâm cũng chẳng tùy theo thiền vô lượng tâm phát sinh, ấy gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát, kỳ tu vô lượng tâm có phương tiện bát nhã Bà La Mật. Xá Lợi Phất, ấy gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát phát tâm thú hướng đại thừa. Lại nữa, Xá Lợi Phất, Bồ Tát Ma Ha Tát phát tâm thú hướng đại thừa, hết thảy cách tu bốn niệm xứ cho đến hết thảy cách tu tám thánh đạo phần, hết thảy cách tu ba môn giải thoát cho đến 18 pháp không trung, ấy gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát phát tâm thú hướng đại thừa. Lại nữa, Xá Lợi Phất, Bồ Tát Ma Ha Tát có trí tuệ đối với nội không vì vô sở đắc, cho đến có trí tuệ đối với vô pháp hữu pháp không vì vô sở đắc, ấy gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát phát tâm thú hướng đại thừa. Lại nữa, Xá Lợi Phất, Bồ Tát Ma Ha Tát đối với hết thảy pháp trí tuệ không loạn không định, ấy gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát phát tâm thú hướng đại thừa. Lại nữa, Xá Lợi Phất, Bồ Tát Ma Ha Tát phát tâm thú hướng đại thừa trí tuệ phi thường phi vô thường, trí tuệ phi lạc phi khổ, phi thật phi không, phi ngã phi vô ngã, ấy gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát phát tâm thú hướng đại thừa vì vô sở đắc. Lại nữa, Xá Lợi Phất, trí Bồ Tát Ma Ha Tát không đi trong đời quá khứ, không đi trong đời vị lai, không đi trong đời hiện tại, cũng chẳng phải không biết ba đời, ấy gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát phát tâm thú hướng đại thừa vì vô sở đắc. Lại nữa, Xá Lợi Phất, Bồ Tát Ma Ha Tát phát tâm thú hướng đại thừa trí không đi trong cõi dục, không đi trong cõi sắc, không đi trong cõi vô sắc, cũng chẳng phải không biết cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc vì vô sở đắc, ấy gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát phát tâm thú hướng đại thừa. Lại nữa, Bồ Tát Ma Ha Tát phát tâm thú hướng đại thừa trí không đi trong pháp thế gian, không đi trong pháp xuất thế gian, không đi trong pháp hữu vi, không đi trong pháp vô vi, không đi trong pháp hữu lậu, không đi trong pháp vô lậu, cũng chẳng phải không biệt pháp thế gian, pháp xuất thế gian, pháp hữu vi, pháp vô vi, hữu lậu, vô lậu vì vô sở đắc. Xá Lợi Phất, ấy gọi là Bồ Tát Ma Ha Tát phát tâm thú hướng đại thừa. Luận hỏi: Sáu Bà La Mật, nếu nói nghịch thời nên nói Bát Nhã Bà La Mật trước rồi tiếp nói thiền, nếu nói thuận thời nên nói thí Bà La Mật trước sau này nói thiền Bà La Mật trước. Đáp: Phát sinh đại trang nghiêm, không có chúng sinh nào phá hoại được. Nếu nói Bồ Tát không có thiền định, tâm chưa lìa dục, tùy có tu hành các Bà La Mật khác, thời dễ bị hoại. Tu thiền Bà La Mật có thể vào tâm từ vô lượng, bấy giờ không bị phá. Như nói người tu từ tam muội, dao không làm tổn thương, nước lửa không làm hại, cũng có sức thần thông biến hóa các thứ, có thể phát sinh đại trang nghiêm. Như Phật dạy, chim không có hai cánh, không thể bay liệng. Bồ Tát không có lực thần thông, không thể phát sinh đại trang nghiêm. Và trong thiền Ba La Mật có thể làm phát sinh tâm từ vô lượng. Vì có năm thần thông nên ngoại vật không làm tổn thương được. Vì vậy nên nói thiền Ba La Mật trước hết. Hỏi: Trong bốn thiền có các thứ hư công đức đều có thể hành sáu Ba La Mật, sau này chỉ nói trong bốn tâm vô lượng hành sáu Ba La Mật. Đáp: Bốn tâm vô lượng, thủ tướng chúng sinh, duyên chúng sinh, Bồ Tát thường vì chúng sinh nên hành đạo. Trong bốn tâm vô lượng ấy có tâm từ bi có thể làm lợi ích chúng sinh, còn tám bội xả, đình chính thứ lớp vân vân không có lợi ích như vậy. Hỏi: Bồ Tát chú ở năm thần thông có thể rộng làm lợi ích chúng sinh, cớ sao không nói? Đáp: Đại bi là căn bản của Bồ Tát. Lại, năm thần thông trước đã nói, sau sẽ nói. Bốn tâm vô lượng vì đã nói nên nay không nói. Nếu Bồ Tát chỉ hành bốn tâm vô lượng thì không gọi là phát tâm thú hướng đại thừa, vì có sáu Ba La Mật hòa hợp nên gọi là phát tâm thú hướng đại thừa. Bốn tâm vô lượng phát sinh sáu Ba La Mật trong đây Phú Lâu Na tự nói nhân duyên ấy. Hỏi: Làm thế nào tu hết thảy bốn niệm xứ cho đến 18 pháp không trung?
Đáp: có hai thứ là tín hành tánh và pháp hành tánh. Tín hành tánh thì quán vô thường khổ, hoặc chỉ quán vô thường, hoặc chỉ quán khổ. Pháp hành tánh thì quán không vô ngã, hoặc chỉ quán không, hoặc chỉ quán vô ngã. Bồ Tát vì độ chúng sinh nên hết thảy pháp môn đều tu đều học. Lại nữa, người phát tâm đại thừa lấy 18 không phá 18 thứ pháp, cũng bỏ luôn trí tuệ về 18 thứ không ấy. Lại nữa, Bồ Tát quán các pháp thường định cũng không chấp thủ định tướng, ấy gọi là trí tuệ không định không loạn. Lại nữa, vì sợ đọa vào điên đảo chấp thường chấp lạc, nên không quán các pháp thường lạc. Vì sợ đọa vào điên đảo chấp đoạn diệt, nên không quán vô thường. Lại nữa, nếu Bồ Tát trí tuệ đối với ba cõi ba đời không quán không hành không thủ tướng, biết nó đều hư vọng mà không rơi vào vô minh. Lại nữa, đối với thế gian xuất thế gian cũng chẳng phải trí. Chẳng phải trí là vì không, không có định tướng, rốt ráo thành tịnh. Chẳng phải bất trí là vì quán vô thường, khổ, không, vân vân và bát nhã ba la mật không. Chẳng phải không hành trí, không hành là vì ngăn kiến và pháp ái, lìa nương tượng. Không vị trí là vì không khu si khác với phạm phu. Lại hành là giữ giới, tu thiền định, tập các pháp quán. Sao gọi là phi trí? Như trong kinh Phật Lợi Chúng Sinh nói: hành giả bỏ các pháp, cũng không nương tựa tuệ, cũng không phân biệt gì, ấy là trí quyết định. Hết quyển 45 theo bản Hán.